Xin chào các bác. Hôm nay kênh Chim Cô Gái Hay cũng sẽ chia sẻ và sẽ hướng dẫn quý vị, anh chị và các bác có thể định hình ra cái đường và địa chỉ để tiếp cận cái mô hình trang trại kênh Chim Cô Gái Hay và con giống đà điểu. Thì giới thiệu các bác là em tên ngoài đời gọi là đồng chí Vũ Văn Thao. Đấy. Và em có cái mặt hàng là trang trại chim vú gáy và trang trại con giống đà điểu. Thì hôm nay là em sẽ ghi cái màn hình máy tính vào, cũng như là để cho các bác khi mà muốn tìm đến cái trang trại để tham quan, học hỏi kinh nghiệm và mua con giống thì các bạn có thể thao tác ở trên máy tính và trên điện thoại. Thì sau đây sẽ là cái phần tiếp cận ở trên máy tính. Thì ở cái phần duyệt web thì các bạn vào cái cốc cốc hoặc là cái chôm. Ở đây là em xin phép vào cái chôm luôn. Và em vào cái trang tìm kiếm, trang Google. Ở cái phần trang Google này thì em gõ chữ bản đồ hoặc là chữ map trong tiếng Anh. Mình cứ quen tiếng Anh thì nó là cái chữ map, đúng không ạ? Đó. Đấy. Thì các bác vào đó thì các bác sẽ tìm thấy cái trang này, nó là cái trang chính thống khi mà chúng ta tìm một cái địa chỉ nào đấy. Ở cái phần này thì con trỏ đang nháy ở đây và các bạn tìm kiếm cái tên để các bạn tìm kiếm là chim cu gáy hay, viết liền không dấu nhé. Đấy, sau khi tìm kiếm như này các bạn enter thì các bạn sẽ thấy được cái biểu tượng là cái con giống đà điểu hoặc là con giống con chim cu gáy. Đấy. Và cái phương châm của em là chim cu gáy hay, con giống đà điểu và cái con chuột lang. Tất cả sau này em sẽ phát triển những cái cây con giống rất là quý hiếm độc lạ, có giá trị cao, em sẽ chia sẻ và sẽ cung cấp giống cho các bạn. Thì ở đây là trên cái bản đồ thì có một cái địa chỉ, nó đã báo màu đỏ đây rồi. Thì các bạn có thể là định hình ra cái vị trí đó, cái vị trí đó. Đó. Thì khi mà các bạn bấm vào đó thì các bạn sẽ nhìn thấy cái vị trí của các bạn đến cái vị trí này là bao nhiêu xa, đi như thế nào và địa chỉ này là ở đâu. Đó. Thì quý vị các bạn có thể là bấm vào cái tính năng là gửi chỉ đường đến điện thoại. Đó. Có những cái một số những cái tính năng khác ở trên Google Maps. Ngoài ra thì em cũng xin phép giới thiệu thêm để các bạn tiếp cận trang YouTube của em. Thì cái trang YouTube này thì các bạn cũng chỉ cần gõ cái cụm từ yêu sao tiền cánh chim cu, cây đa bến nước lời ru của mầm vừa chim. Đó. Thì thì quý vị và các bạn bấm vào cái YouTube á, thì các bạn chỉ cần gõ cái cụm từ cũng là chim cu gáy. Cu gáy hay. Thì các bạn bấm vào đây. Thì nó sẽ lên những cái biểu tượng kênh của em, chính là cái biểu tượng con chim cu gáy để trần ra đặt trên bàn. Và cái số quan trọng là cái số điện thoại này, nó là số chính thống. Đây là nó báo luôn cả cái kênh. Cái kênh này thì nó sẽ báo là ưu tiên là đang có trên 40.000 lượt, 41.500 lượt đăng ký và có trên 2.400 lượt video. Và nếu như các bạn để ý thì ở cái phần những cái video ra thời gian gần đây nhất của em chính là những cái video như thế này. Và cái tên kênh của nó là Chim Cu Gáy Hay, số điện thoại đó. Thì tất cả những cái video mà có những cái tên kênh ở cái phần dưới này, này thì là video của kênh của em. Đấy. Để nhanh gọn nhất thì các bạn bấm vào cái biểu tượng tròn tròn này đó, thì nó sẽ yêu sao tiền cánh chim cu, cây đa bến nước lời ru của mầm vừa chim cu gáy miền Bắc. Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy mang ngỗng, phấn hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chảo màu, chim khuyên. Bên cạnh đó chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì và giống đà điểu, cây chanh tứ quý. Đó, thì những cái sản phẩm em cũng nói một danh sách đó.
Thì các bạn vào kênh rồi thì các bạn có thể là muốn xem những cái danh sách video thì các bạn bấm vào cái thẻ video. Và ví dụ như các bác đang gặp những vấn đề về chim cô gái non thì các bạn bấm vào đây. Bón chim cu non. Thì các bạn thấy là nó ra rất nhiều những cái bài chia sẻ của em về chim cu gái non. Đấy. Đấy. Đây là cái biểu tượng dùng cái xi lanh này, đây là bón này, đây là mẹ nó bón này, đó. Rồi rất là nhiều đúng không? Bón chim cu gái non. Đấy. Thì quý vị anh chị các bạn có thể học và hiểu và làm theo cái hướng dẫn này. Ví dụ như bạn nào đang nuôi con giống đà điểu đúng không? Úm. Con giống đà điểu. Các bạn cứ viết có dấu đầy đủ, viết cách dấu cách câu từ đầy đủ ra. Thì các bạn tìm như thế này thì nó sẽ ra một loạt những cái bài em chia sẻ về cái cách nuôi gốm chuồng, nuôi thức ăn như thế nào như nào. Đấy. Thì bao giờ nó cũng sẽ ưu tiên những cái video có nhiều người có gần đây đúng không? Thì khi mà các bạn vào kênh mà các bạn bấm vào cái mục tìm kiếm ở đây này thì nó sẽ chỉ tìm kiếm những cái video nằm trong cái bộ danh sách các video của kênh của Chim Cô Gái Hay thôi. Còn nếu như các bạn tìm kiếm ở đây, các bạn tìm kiếm ở phần trên là cần tìm kiếm tra là chính của trang YouTube thì nó sẽ rộng hơn, nên nó tìm đến tổng thể trang YouTube. Thì khi các bạn gõ úm con giống đà điểu thì các bạn thấy là gì? Ngay cả cái video này của em cũng sẽ được YouTube đề xuất là nó là lên đầu tiên trong cái top 1. Đấy. Đấy. Thế nếu như mà các bạn bấm vào cái chế độ lọc này thì nó sẽ lọc gọi là năm nay, thì nó sẽ lọc đó và nó sẽ lọc thì trong cái năm nay thì cái video này là của Thao Kim gái, video này đó, ba video đầu tiên là trong năm nay nó sẽ YouTube nó sẽ đề xuất cho mình. Và có một kênh nữa là longlam.net này là sẽ là thứ tiếp tiếp theo nữa theo nữa. Còn ngoài ra đa phần những cái video là gì? Chọn gói bộ tài liệu chăn nuôi đà điểu năm 2020 nên xem các bác ạ. Đấy là những cái mà những cái đà điểu Việt Nam xuất xứ từ đâu, hiện nay Việt Nam như thế nào, đúng không? Đà điểu bao nhiêu kg như thế nào, cách nhận biết con đà điểu trống này, nuôi bao lâu thì thịt được, đà điểu là ăn cái gì, cách xây dựng chuồng trại ra làm sao, nuôi đà điểu có kinh tế như thế nào, phân tích ra một chút đúng không? Các sản phẩm từ đà điểu khi mà chúng ta nuôi thành thì ra thịt lông lá rồi cũng đồ điếc như thế nào, mua con giống ở đâu, trong quá trình nuôi thì cần phải lưu ý những cái gì và khi nuôi thành phẩm thì bán cho ai, bán ở đâu. Thì tất cả những cái câu thắc mắc đó thì được đồng chí Thao làm hẳn một kênh để chia sẻ cho các bạn. Đấy, em nghe điện thoại của em rồi thì trong cái lúc video thì có điện thoại chuông, các bạn thông cảm. Thì tất cả những cái trên cái YouTube này nó là một cái thể hiện đầy đủ nhất đi ra ngoài là của đồng chí Thao muốn đăng tải những cái sự chia sẻ, những cái hiểu biết, những cái hiểu biết để cho cộng đồng những người nuôi đà điểu, nuôi chim cu có thể nắm bắt được đúng không ạ? Đấy, hoặc là các bạn có thể gõ đấy, các bạn có thể quay lại, ví dụ như các bạn bật thấy cái video này thì các bạn bấm vào đây và nó đã có quảng cáo ở đây rồi đúng không ạ? Đấy, nó đã có quảng cáo. Đấy, thì nó có nội dung ở đây chưa đen đấy. Đấy thì ở đây các bạn vào kênh và các bạn cũng tìm kiếm những cái mặt hàng khác, các bạn bấm vào cái biểu tượng search ở đây này, thì nó là search nội bộ, còn search này là search cả cộng đồng YouTube. Search nội bộ của kênh ấy là các bạn gõ là gì, tranh tứ quý. Đấy thì các bạn thấy gì, khi các bạn bấm vào đây nó cũng sẽ lên tất cả những cái bài mình quay là mình đã cắt những cái cành chiết đấy, để gửi đi các tỉnh đó và rễ ra làm sao, rồi giống chanh này thì thực ra là nhân tiện cũng nói luôn là chanh này nó gọi là chanh ra quả quanh năm đấy, mà mình bán giống cho các bác là bán cành chiết chứ không phải là cành ghép hay là hạt hay cái gì cả các bạn nhé. Đấy thì các bạn thấy là những cái video về cái chiết như thế này là rất là nhiều.
Thì thực ra cái này mục đích của mình là muốn mang lại một cái hương vị quê, hương vị cái hương vị của cái quả chanh thì không thể thiếu được trong bữa ăn các bạn ạ. Thì đa phần mỗi một nhà chúng ta sẽ có được một cái khóm chanh, gốc chanh ở cái góc cái bồn hoa, hoặc là ở cái cổng, hoặc là cái lối nào gần, có thể là gần cái vị trí nấu ăn nhất. Hoặc nếu bây giờ chúng ta gọi là bonsai, chúng ta có thể là xã hội đi lên, chúng ta có thể làm cái hang to và chúng ta trồng một cái cành chanh chiết vào cái một cái hang bonsai. Nên là nó ra hoa ra quả quanh năm, trên thân có 3-4 thế hệ hoa quả lá lục, đúng không? Thì lúc nào chúng ta ở đứng ở sân hiên, chúng ta cũng có thể là thoang thoảng cái mùi hương chanh thơm, hoa chanh lở giữa vườn chanh, đúng không? Bài hát rất là hay. Hoặc là cái chúng ta đang ăn cơm, chúng ta cần có một cái vị gì đấy, cần nước chấm, không vắt quả chanh, chúng ta chạy ngay ra góc sân chúng ta bứt và chúng ta để vào đó. Thì cái mục đích của cái kênh này của mình thì mình muốn mang lại một cái giá trị cho mọi người là như vậy. Đấy, hương chanh, đấy, quả chanh, lá chanh, vỏ chanh, tất cả gội đầu, rồi thịt gà, rồi nước chấm, tất cả đều có, đúng không? Thì cái giống này thực ra là có rất nhiều những cái luồng thông tin khác nhau. Thế nhưng mà riêng mình thì mình cũng đã là trải qua cái giai đoạn nhầm giống và nó đã không đạt được cái mục đích. Cũng đặt cương vị như mình là người khách hàng đang tiêu dùng cái sản phẩm mà đang không biết được cái nguồn sản phẩm này ok hay không. Thì mình khẳng định với các bạn là mình có mấy cam kết. Thứ nhất là cái chanh này là hương vị đặc hệt như chanh ta và cực kỳ là ít hạt, mà quả thì rất là nhiều nước. Và đặc biệt là hương thơm, vị hương chanh của nó là cực kỳ tuyệt vời. Đấy. Mà cái ưu điểm tiếp theo là nó phải là gì? Bốn mùa quanh năm đều có quả ở trên thân. Và lúc nào nó cũng gì? Lúc nào nó cũng có hoa để chúng ta ngửi hương thơm. Hai nữa là cái lượng mà nước mà cái lượng quả rất là sai. Chính vì vậy là mình thấy cái giá trị thực sự mang lại cho cuộc sống này nó là như vậy. Thì mình đã làm thêm một cái nhánh trong cái kênh Chim Cú Bé Hay này để cho quý vị anh chị và các bạn tiếp cận. Đấy, các bạn muốn 2 cành, muốn 5 cành, muốn nhiều hơn nữa thì em vẫn cứ gửi qua hệ thống, một là qua bưu điện, hai là gửi qua hệ thống nhà xe. Thì thực ra kênh Chim Cú Gáy Hay của em thì em hay gửi đà điểu, gửi chim cú gáy, rồi gửi một số cái mặt hàng em đăng ở trên kênh ấy. Đấy, mà thực ra cũng chẳng có cái gì phải giấu giếm các bạn ạ. Nhu cầu kinh doanh, nhu cầu kiếm tiền, nhu cầu bứt phá, nhu cầu làm kinh tế vươn lên cho cuộc sống là tốt. Càng bán nhiều sản phẩm thì càng nhiều khách hàng, càng bán. Nhưng mà chủ đạo vẫn là gì? Con giống đà điểu, chim cú gáy và chanh tiêu quý và một số những cái khác nữa. Thì tới đây là mình sẽ nâng cái hồn của cái kênh này lên, mang tính chất là những cái gì thuộc về cây giống và con giống nó thực sự là mang lại giá trị, nó có giá trị cao, quý hiếm độc lạ, thì mình sẽ đưa nó vào trong những cái mảng mặt hàng ở trên kênh đó. Thì trong cái khuôn viên hôm nay thì em sẽ giới thiệu sơ bộ về kênh và về cách tiếp cận kênh như vậy. Cái tiếp theo là em muốn các bạn kết nối với cái kênh Facebook. Cái Facebook thì các bạn cũng vào Facebook, các bạn cũng tìm kiếm cái cụm từ chim cú gáy hay viết liền không dấu, thì quý anh chị và các bạn cũng có thể tiếp cận ngay cái avatar và cái ảnh đại diện nó rõ ràng như này, từ cái địa chỉ đến số điện thoại, số tài khoản, và thậm chí là cái linh hồn của cái Facebook này chính là gì? Một con chim mà nó gắn liền cuộc đời của mình. Mình đã thả nó ra và nó đứng trên cái cành xấu này, nó gáy, nó gù, và đôi chim cú gáy giống non, và đây là con chim khách trần. Thì đấy là cái thế mạnh, gần như là chiếm đến 80-90% cái linh hồn của kênh Chim Cú Gáy Hay là vậy. Chính vì mình không thay đổi tên, mặc dù mình vẫn bán rất nhiều con giống đà điểu và những thứ khác, nhưng mà linh hồn của kênh vẫn là về cái con chim đó. Thì cái bài đăng ở đây thì mình cũng đăng chia sẻ hàng ngày, không có gì phải giấu cả. Hàng ngày mình gửi hàng, gửi chim, gửi đà điểu, gửi như thế nào mình đều chia sẻ hết. Đấy, chim thì cho vào hộp, đấy, chuột thì cho vào sọt, và đà điểu cho vào thùng xốp. Đấy, thì tất cả những cái bài đăng như thế này, đấy, từ cái cách mà chúng ta làm hộp để chúng ta đóng chim, và những cái video YouTube mình đăng những cái mã số bao nhiêu, con chim như thế nào, sản phẩm cụ thể ra làm sao, mình đều chia sẻ hết. Đấy, thì thực ra là mình phải chia sẻ ra thì mọi người mới biết được cái giá trị và thông tin sản phẩm, thì các bạn mới tiếp cận, mới mua, đúng không ạ? Thì hiện bây giờ Facebook của mình cũng có 4.977 người bạn rồi, và cũng có rất nhiều người tương tác, đúng không ạ? Đấy, thì ngoài ra với cái số đây này, cái số các bạn dùng cái số
cái số 0335305982 này là các bạn vừa liên hệ được với mình, và cái số 0989177982 cũng là liên hệ với mình, nhưng mà cái số này là mình đăng ký Zalo nhé, còn số này là mình không dùng Zalo đâu. Cái số 0335305982 là mình dùng Zalo đấy. Thì bây giờ là cái Zalo của mình, các bạn nhìn thấy cái avatar chính là cái đôi chim cu gáy bậu ở đây đó. Thì ở đây là gì, có rất nhiều bạn bè đấy, thì các bạn có thể kết nối qua cái Zalo của mình đấy. Zalo là đà điểm giống và chim cu gáy hay đấy. Các bạn thân mến, thì trong cái khuôn viên của ngày hôm nay thì cũng xin chia sẻ là như vậy thôi. Đấy, quý vị các bạn có thể là nắm bắt được cái cách tiếp cận đấy, cái linh hồn đấy, cái danh sách video, rồi mọi vấn đề. Thì quan trọng nhất là hàng ngày tôi luôn luôn có những cái gì để cho đi, luôn luôn có cái gì để bán trên kênh internet, và các bạn có thể là tiếp cận qua cả cái style này nữa. Nếu như ai đó các bạn có thể dùng công nghệ thành thạo thì các bạn có thể dùng cái style à, các bạn có thể là dùng cái các bạn vào cái tìm kiếm đấy, các bạn gõ chim cu gáy hay Ba Vì Hà Nội, các bạn gõ thì các bạn sẽ thấy được có những cái đó đây, các bạn có thể thấy được cái trang style của mình. Thì các bạn thấy rõ ràng, đây là con chim, đây là con đà điểu, và đây là các tranh rồi chuột. Đấy. Thì cũng có rất nhiều những cái phần quảng cáo sau đó nữa, đúng không ạ? Các bạn xem rõ chưa? Đó, rất nhiều đúng không ạ? Thì mục đích của mình là muốn mang lại một cái tiếng chim gáy, để mang lại một cái sự yên ả, thanh bình đấy, cho các bạn chơi, để giảm tải những cái áp lực trong cuộc sống. Bán những cái con giống đại điểu nó còn mới mẻ tại quê hương Ba Vì chúng tôi, để đưa đẩy đến những cái vùng miền khác, nhân giống ra để cho mọi người cùng làm giàu, cùng đi lên. Và những cây chanh và những cái con giống, cây giống thực sự là mang lại giá trị cho cuộc sống này. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã yêu mến và theo dõi hết video. Có những cái tham gia góp ý, đóng góp hoặc là vỗ vai, nói khẽ thì các bạn có thể comment ở bên dưới hoặc gọi điện trực tiếp cho bên em là 0335305982 để em tiếp thu cũng như là nắm bắt được cái ý kiến đóng góp để em xây dựng cái kênh nó giá trị hơn, nó hấp dẫn hơn, tạo thành một cái sân chơi thực sự là mang lại được cái thời gian đáng để cho các bạn dành ra để các bạn xem những cái video của mình. Một lần nữa xin chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.